không khí Tết đã về thủ đô Hà Nội các bạn. Đây em đang ở con đường Tố Hữu, phố Tố Hữu, cầu Sông Nhuệ. Nhà vườn đang được đưa xuống những cái cây quất. Để em hỏi là quất gì. Đây, vừa mới được đưa xuống luôn. Cây quất rất đẹp. Cây quất sớm, bình quất sớm. Chị ấy quất trở từ Tứ Liên hay Hưng Yên về ấy chị? Tứ Liên à? Đây, nhìn chung quất đang được bê xuống. Cây quất nhỏ nhỏ phía sau này. Đây, cây này rất nhiều hoa luôn này các bạn này. Còn bên này thì lại có những cái cây đã vòng vàng rồi. Đây cây. Đây, cây này quả to. Rất đẹp luôn. Em sợ quý vị các bạn xem quả to. Quả to đó. Quả to cực kỳ luôn. Quả to. Nhỏ nhỏ đào xinh xinh, đào xinh, người cũng xinh. Ở đây phong cảnh rất hữu tình luôn, quả tượng Phật luôn. Đây cây đào nhỏ xinh xinh, bé bé như cái này, chậu nó hơi to so với cây. Cái này 2,2 triệu các bạn. Em tiếp tục gửi tới các bạn những cái hình ảnh, những cái không khí của cây quất của Hà Nội, Hà Đông. Rất nhiều cây quất quả to. Ban ăn quất, quất đang được để trên những cái cây chậu nhựa. Hay ở đây có những cây cây quất đựng ở trong cái hình con trâu. Đấy, bên kia những cái bình sứ. Hình con ếch đang ngậm tiền vàng. Rồi đây là hình một chú chuột đang bám lên một cái bình. Bên trên này rất nhiều hoa hồng. Ở đây thì chúng ta thấy tiếp tục có thêm cái bình quất nhỏ xinh mini đang đựng trong một cái chum nhỏ có chữ Phúc Lộc Thọ màu xanh ngọc. Cây này còn khá là xanh, quả xanh. Rất là nhiều quất. Đây là bình quất hình châu vàng, cái chum mini nhỏ. Rất là đẹp vì các bạn ở đây còn có một con lợn rất là to này. Đây những cái bầu
siêu mini bé xíu. Đây những cái chậu nhỏ có chữ phúc, chữ lộc. Em xin kính chào quý vị và các bạn. Không khí Tết đã đến cận kề Hà Nội rồi. Không khí rất là náo nhiệt. Đến những cái nơi ngoại thành, xa trung tâm. Tuy nhiên ở đây vẫn là nội thành. Thì quý vị và bạn, em đang ở con đường tối ưu Hà Đông, Hà Nội. Em đi dọc con đường này thì người ta đã bày bề án quất Tết rất là nhiều rồi. Đây ở đây em thấy là có những cái chậu quất mini. Nhiều chậu quất mini luôn. Đây là những cái chậu quất mini đang trồng trong chậu trắng này và có dải sỏi lên này. Đây là những cái chum quất, bình quất mini nhỏ đựng trong bình sứ có màu sắc rất là nhiều luôn. Đây là chum quất màu đỏ, màu xanh rất là nhiều, rất là đẹp. Hà Đông ngày xưa là một quận, một huyện ngoại thành Hà Nội, nhà đã chuyển lên quận Hà Đông rồi. Tuy nhiên là quận Hà Đông là một trong nơi phát triển cực kỳ nhanh ở Hà Nội. Đây, tòa nhà rất là cao tầng mọc lên vì để mà dọc con đường tối hữu này quất Tết, đào Tết được bày bán rất là nhiều. Đây là cây quất nhỏ hơn đựng ở trong những cái bình sứ nhỏ tròn. Còn trên này là có những cái bình quất to. Được. Bình quất này chiều cao khoảng độ, nếu mà tính chum thì khoảng độ 70 phân. Cái chum này khoảng độ 70 phân gì đó, và quất cũng khoảng độ 80 phân. Tổng cái chum này nếu mà cả các thứ lên là khoảng độ 2 mét. Đây là những cái chum nhỏ hơn, chắc tầm 1,5 mét thôi. Chum này bên dưới này thì chỉ có khoảng 70 phân, 1 mét. Đấy, tầm 70 phân 1 mét. Đấy, rất là nhiều quất luôn. Đây là những cái chum rất là vừa giá cả bình dân cho tất cả mọi người trang trí nhà dịp Tết. Bên này chúng ta thấy ở đây là cây nhất chi mai thì phải, hay là đào ấy, em nhìn không rõ nữa. Đây là những cây bầu quất nhỏ nhỏ nữa. Bầu quất nhỏ nhỏ. Vậy chị, em chào chị. Đây, bầu quất nhỏ nhỏ xinh xinh, có hoa, có lá, có nụ đầy đủ hết. Đây, chị đang phun nước tưới cho cây được tươi tốt đây. Cây này đang gió thổi bị đổ. Đây là những cái chậu nhựa các bạn. Đấy, cơn gió rất to. Bà con ở nhà vườn hy vọng mà mưa thuận gió hòa từ giờ đến rằm. Bởi vì là từ giờ đến rằm thời tiết vẫn còn chưa biết thế nào. Từ giờ đến rằm khoảng độ còn chưa đầy một tuần nữa thôi, khoảng tầm đó. Thời tiết mà khắc nghiệt thì những cái nụ hoặc là những cái lộc đôi khi là nó sẽ không còn được đẹp nữa. Đây, cây rất là đẹp luôn, tối hữu Hà Đông, Hà Nội. Vâng, em chào anh nhá. Đây, ngay trường trung học phổ thông Trung Văn này, quý vị các bạn. Xin chào quý vị các bạn, rất vui được gửi tới quý vị và bạn không khí Tết tại thủ đô Hà Nội. Em đang ở đường Tố Hữu, Hà Đông, Hà Nội. Ở đây họ đang bán rất nhiều những cái chậu cúc to, chậu hoa, cây nhất chi mai thế. Đây là những cây có thế cả. Đây là chậu hoa cây cảnh. Chậu hoa này thì cũng đã hoạt động được khá là lâu rồi. Mỗi dịp Tết đến xuân về thì còn nhộn nhịp hơn. Rất là nhiều đẹp. Ở đây là còn có những cái bình sứ, chung sứ này thì cũng ở đây có các chum, các bình sứ rất là nhiều phục vụ Tết để cắm hoa, cây, cỏ, cối rất là đẹp luôn.
Ok. Chợ hoa cây cảnh Hà Đông, không phải chợ Vạn Phúc nha các bạn. Đây là chợ trên đường Tố Hữu, ngay đối diện bên đường Tố Hữu bên kia này các bạn, chợ Vạn Phúc đó các bạn. Đây, nhà vườn có những cái cây quất rất là đẹp này, cây quất nhỏ nhỏ xinh xinh, những cái chậu hoa treo, hoa trà, đây, nhiều loại cây. Bên trong này cũng có những cái chậu quất nhỏ nhỏ xinh xinh nữa. Đây, hoa cúc hoa mai. Tiểu cảnh non bộ nhận thi công sân vườn. Ở đây em thấy có một nhà vườn rất là đẹp luôn, có những cái cây quất nhỏ nhỏ xinh xinh bé bé, và ngoài ra có một cái cây bưởi nữa. Đây các bạn, đây đảo Thất Tốn, Thất Thốn, rất nhiều bình lọ. Đây có những cái hình tượng đá rất là đẹp. Đấy. Đây là cây quất to, cây quất nhỏ rất là đẹp luôn. Quất bát ngàn, không khí Tết rất là nhộn nhịp, rộn ràng Hà Nội, khắp các phố phường. Ở đây còn có những cái cây cành đào nho nhỏ nữa. Cành đào này giá trung bình dao động khoảng 100, 150. Bên này rất nhiều cây chúc, chùm quất, bình dân, giá rẻ, rất là đẹp luôn. Vâng. Vâng, đầu cầu sông Nghệ các bạn ơi. Nhưng mà không làm theo cái chắc chắn tí, để trên cái ghế nhựa này kiểu có ẻo lả không chị? Kiểu ghế nhựa. Sống lại tôi muốn đi mua quất thôi, hơi đẹp. Nhưng mà quất này quả to. Quả to mới là đẹp chứ. Bán đi mà quả to đẹp mày. Nó đẹp vào cái quả mà. Chị chở ở vườn Từ Liên về chiều qua hay vừa xong luôn? Mà lấy luôn, mà hết mặt luôn.
Nó cứ nghiêng nghiêng anh ạ. Quất Tứ Liên này anh chị vừa thế. Nhà Tứ Liên quả nó mới to thế này. Chứ Văn Giang bé lắm. Văn Giang. Còn ở Nam Định thì còn bé hơn. Nam Định còn bé nữa. Quất nó phải tập thế này. Ông mua rồi sao ấy? Ông mua rồi. Mua vào thằng kia rồi. Đấy gọi thằng ấy rồi. Chị phải xem mấy cái chum mà kiểu nghiêng nghiêng kia chứ không cơn gió gái lại đổ đấy. Đấy, chị cũng thấy nó nghiêng nghiêng nhỉ. Cái này đổ nó chắc lắm. Ờ, thế thôi. Không đổ được. Trong này chum lặng lắm. Bóng luôn. Thấy nó cứ chênh vênh. Anh đi review mấy hôm nay anh có thấy cái vườn nào nó báo cáo anh là 19 tôi hưu đầu mà cứ quảng cáo bán mỗi cái cho mình. Đây toàn quả to. To mà lại chùm liền nhau nữa chứ. Dép anh đâu rồi kìa? Quá ghê. Nó bị chắc. Mẹ ướm hiếp một chút. Ok anh ạ. Đâu có chạch bách chưa? Anh cảm thấy là chạch bách rồi đó. Yeah, you're right.
là dày luôn. Rụng mất quả rồi. Chị vào vườn chị cũng chọn đúng không? Chọn mình phải ngắm vườn nào mà mình cảm giác là mình ưng lấy thôi. Vâng. Lên vườn thì có mà muôn vàn kiểu, muôn vàn dáng. Hoa cả mắt. Với mình thích thế nào, thích dáng nào, thích kiểu cây như nào thôi. Vâng. Sao cây này có vẻ nặng thế? Cây này nhiều quả. Cây này có vẻ khá là đẹp luôn đấy. Ở đây có mấy quả thiếu rồi. Mấy cây này mấy lại thiếu mất mấy quả. Nhìn cái quả quất tứ liên nhìn phê phê nhỉ, bóng tròn xong sờ vào nó còn cứng đơ. Mời các bạn xem thêm một số cây quất nữa ở ngay trên chỗ cầu sông Nhuệ đây. Ở đây bán rất nhiều những cái bình quất nhỏ nhỏ xinh xinh, bé bé để bàn bên cạnh chiếc tivi hay bàn làm việc đều ok cả. Em thấy ở đây rất là nhiều bình quất, mấy quả đã rụng xuống rồi. Đây có mấy cây đào đẹp đẹp nhỏ nhỏ, đào xinh xinh, đào xinh, người không xinh. Ở đây phong cảnh rất hữu tình luôn, quả tượng Phật luôn. Đây cây đào nhỏ xinh xinh, bé bé như cái này, chậu nó hơi to so với cây. Anh ơi, ở đây chúng ta thấy rất nhiều cây đào nhỏ nhỏ xinh xinh nữa. Anh. Này đường hơi tắc rồi quý vị các bạn. Đây có những cây đào to hơn này. Lê Trọng Tấn, đường Trần Phú Hà Đông, rẽ trái các bạn. Hàng năm thì con đường Tố Hữu này ngập tràn một màu vàng cũng như màu đỏ của quất và đào. Hôm nay khoảng độ mùng 8, mùng 10 âm lịch tháng 12, đào quất bắt đầu xuống phố. Ở trên những cái phố trung tâm như là Quang Quân thì đào quất còn xuống từ nửa tháng trước rồi. Đây
Tết rộn ràng luôn. Rất nhiều cây hoa đào, cành đào đẹp. Đây, rất nhiều cành đào đẹp luôn. Đây, rất nhiều cây, cây đào đang được đựng trong những cái chậu. Đây, vừa được mới dỡ bó xuống đây. Quất. Bên này bán cúc, cây quất nhỏ, chùm nhỏ. Ở đường Cố Hữu đấy em nhìn chung là những cái cây quất, cây đào là những cái cây để cho mọi người dùng. Tất cả chúng ta ai có thể chơi được, bé bé nhỏ nhỏ xinh xinh, để bàn làm việc hay các thứ đều được hết. Trên này một gia đình đang đi mua đào mua quất đây. Anh sẽ vào xem thử. Đây là những cây quất này. Đây, cây quất tư liên to quá, mọng đẹp. Cái này 2,2 triệu các bạn. Hai một chùm quất. Hai triệu đây, vườn quất rất đẹp. Chị bán mỗi cành nào thì chị đấy buộc vào đây này. Đây. Đấy. Nhưng mà nó lại cứ bị nghiêng ra ấy. Đây, rất nhiều cành đào, không khí Tết rồi. Rất là rộn ràng nhộn nhịp con đường. Đây, vườn quất to nhỏ đầy đủ cả. Quất đào nhuộm một màu xanh đỏ vàng đẹp. Đây những cành đào phai này các bạn. Đây đào bích, đào phai. Đây những cành đào dáng huyền. Đây, cây quất, cành đào. Cây chùm quất nhỏ tiếp tục được xuống phố ở bên kia các bạn.
Trung Quốc. Rất đẹp luôn. Cành đào lại là để vắt ngang qua tivi, để trong phòng rất đẹp. Trung Quốc đang được hạ xuống. Chị à, cho em xem tí chị nha. Cho em xem quất tí anh nha. Chùm kiểu cây nghiêng nghiêng, chậu của chữ tài lộc đang vận chuyển xuống. Nhiều luôn. Năm nay cái thương hiệu Lan Lila, cái Lan Hồ Điệp rất là nổi tiếng, có mặt ở toàn những con phố đẹp.